Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là một chiếc xe 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý bạn nhé. Phiên bản số tự động 7 chỗ ngồi, số tự động nhập khẩu nguyên chiếc. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 540 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và thưa với quý vị và các bạn, ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 này quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe nhập khẩu sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2018, đăng ký năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Chiếc xe này là màu bạc quý vị bạn nha. Nhìn về bên ngoài thì quý vị bạn thấy được là chiếc xe này đã được đầy đủ option rồi, từ body kit thể thao quanh xe này. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Đấy, cái phần body kit thể thao quanh xe, nhìn chiếc xe rất là đẹp, nhìn cái phần đầu rất là hầm hố quý vị bạn nhá. Và chiếc xe này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, với hơn 6 vạn km này thì chủ xe cũng vừa mới thay lên một cái dàn lốp rất là xịn quý bạn ạ. Dàn lốp Michelin. Dàn lốp Michelin mà Premacy 4 đây quý bạn này. Cái dàn lốp Premacy 4 này là cái dàn lốp xịn nhất ạ, đi rất là êm. Phải nói là chủ xe cũng rất là cẩn thận. Đấy, thay cả một cái dàn lốp Michelin rất là xịn như này đấy ạ. Còn rất là mới, rất là dày quý vị bạn nhé. Là răng đúc rất là đẹp. Đây là cái dàn lốp mà chủ xe đã thay lên cho chiếc Mitsubishi Xpander 2018 này quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và có cả cảnh báo áp suất lốp đây quý vị và các bạn nhé. Chủ xe đã độ thêm màn hình Android và có cả cảnh báo áp suất lốp đầy đủ rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Từ những cái chủ xe cũng đã dán cả vè che mưa này, ốp tay nắm bậc cửa này, ốp viền đèn này. Đấy, rất là cẩn thận quý vị các bạn ạ, chống xước và còn trang trí thêm cho chiếc xe nó đẹp hơn ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ từ khóa thông minh, đè nổ start top, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Nhìn về cái phần đầu quý vị các bạn nhá, rất là hầm hố và rất là đẹp đây này. Cụm đèn còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là cái cụm đèn pha này, rất là đẹp. Và cảm biến trước, đấy, xe cũng đã được trang bị cảm biến trước rồi. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm quý vị các bạn nhé. Đấy, cụm đèn gầm này. Cụm đèn gầm. Đấy, và cảm biến trước đầy đủ rồi. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đây quý bạn này. Chủ xe cũng đã lắp cả những cái ốp này để chống xước này. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe Mitsubishi Xpander nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia
Đấy, nhìn về phía đằng sau này thì quý vị các bạn thấy được đấy ạ. Cụm đèn sau cũng còn rất là đẹp này. Đấy, cụm đèn sau rất là đẹp và được chủ xe đã dán bảo vệ trang trí của cái cụm đèn sau này, rất là đẹp này. Đằng sau này thì quý vị bạn thấy được đấy ạ, có cả body kit rồi. Body kit này là body kit thể thao quanh xe. Và xe cũng đã được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi, đấy, cảm biến trước, cảm biến sau, tức là cảm biến quanh xe rồi. Quý vị bạn nhé, một chiếc xe Mitsubishi Xpander màu bạc, biển Hà Nội, rất là đẹp đấy ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp như này rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe quý vị bạn nhé. Hôm nay thì thời tiết nó lại mát quá quý bạn ạ. Lúc này thì đúng lúc này thì trời đang mưa đấy ạ. Trời đang mưa nhưng mà đang mưa rất là nhỏ thôi. Tôi vẫn quay, vẫn giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mitsubishi Xpander 2018 này ạ. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đây, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Toàn bộ về cái phần option bên trong rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đây là những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Tắp đi cũng rất là mới đấy ạ. Và quý vị các bạn thấy được đấy ạ, Mitsubishi cũng đã trang trí, trang bị cho chiếc xe Xpander này rất là đẹp này. Từ kết hợp với vân gỗ này, viền chrome này. Đấy, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, từ những cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện thì ở trên này. Gương chiếu hậu gập điện đây quý vị bạn nhé. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp này. Nội thất rất đẹp, rất mới quý vị bạn ạ. Đấy, chủ xe cũng đã lắp thêm cái bộ ghế da. Xin giới thiệu với quý vị bạn nhé, ở những chiếc xe Mitsubishi thì ghế chỉ là ghế nỉ thôi, còn cái bộ ghế là gần như là chủ xe nào mua về là phải vào. Và màu ghế thì mỗi người sẽ lắp thêm một kiểu. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã độ theo cái tông màu, đúng cái tông màu của xe đấy ạ. Đúng cái tông màu vàng kem của xe. Đấy, rất là đẹp nhá. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế trước này. Đấy, chiếc xe Mitsubishi thì điều hòa được thiết kế rất là đầy đủ các bạn ạ. Bên trên hai dàn điều hòa cơ ạ. Đấy, rất là đẹp này. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ nguyên bản quý vị và các bạn nhé. Đấy, đến ốc bản lề này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên luôn đấy ạ. Tabi thì rất là mới rồi quý vị các bạn ạ. Đấy, quý vị bạn xem là tabi rất là mới này. Nội thất đằng sau này cũng rất là đẹp. Đấy, ghế da còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, và nhìn về cái phần nội thất đây ạ. Nội thất thì quý bạn xem là cái điều hòa, dàn điều hòa đằng sau này. Mitsubishi thì dàn điều hòa rất là hay, thiết kế ở trên trần hết ạ, để cho nó mát nhanh cho cả khoang xe ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option. Đấy, về cái phần option cũng như là về cái phần nội thất bên trong nhá. Trước tiên thì tôi cứ bấm cái điện lên đã. Đấy, start top đấy ạ. Nút đèn nổ start top đấy ạ. Đấy, và đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị và các bạn. Đấy, đồng hồ công tơ mét của chiếc xe là 68 km quý bạn nhé. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ, hay còn gọi là cruise control. Đấy, rất là đẹp luôn nhé. Từ cái những cái nội thất táp lô này đều rất là mới quý vị và các bạn ạ. Tắp đi cũng đều rất là đẹp này. Và xe cũng đã được trang bị từ những cái màn hình Android. Đây là màn hình Android đây các bạn nhé. Màn hình OLED này thì là chủ xe vào thêm. Còn nguyên bản là không có màn hình Android đâu. Và cái màn hình Android này thì rất là xịn. Vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem đấy rồi đấy ạ. Nó có đầy đủ cả cảm biến áp suất lốp quý vị bạn nhé. Tôi sẽ mở cho quý vị và bạn cùng xem này. Cảm biến áp suất lốp đâu rồi nhỉ? Tôi... để lát nữa thì tôi sẽ tìm sau. Chiếc xe này là có đầy đủ cả cảm biến áp suất lốp rồi quý vị bạn nhé. Đấy, màn hình rất là xịn này. Và màn hình này tích hợp cả cam hành trình đây quý vị bạn nhé. Cam hành trình. Đấy, tích hợp luôn cả rồi. Và một chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau cho quý vị và các bạn cùng xem về cái cốp sau của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, cốp sau này. Từ ốc cốp sau này đến keo chỉ này còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái cốp sau. Đấy, cốp sau quý vị bạn nhé, rất là đẹp này. Toàn bộ những cái phần ốc này, ốc chân đèn này còn zin hết luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy. Và ở những chiếc xe Xpander này thì quý vị bạn thấy đấy ạ, nếu như mà chúng ta không ngồi hết 7 người mà hàng ghế sau này mà gập lại thì nó cũng được cái khoang hành lý rất là rộng đây quý vị bạn này. Đấy, khoang hành lý rất là rộng quý vị bạn nhé. Rất là nhiều xe 7 chỗ không gấp gọn ghế lại được thì khoang hành lý nó rất là chật. Còn chiếc xe này thì gấp gọn lại được cho nên là rất là rộng này. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau được thiết kế ở trên trần cho nên là mát rất nhanh cho cái khoang đằng sau này. Đấy, và bên dưới này có một cái khoang mà để chứa một chút đồ đấy ạ. Rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Và ở một cái điểm mà rất hấp dẫn ở chiếc xe Mitsubishi Xpander mà bây giờ là ở Việt Nam mình đang rất thích đấy ạ, đó chính là cái mức tiêu thụ nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Mitsubishi Xpander này đấy ạ. Động cơ 1.5 lít và nếu như chạy ở 100 km quãng đường kết hợp chỉ hết 6,2 lít thôi. Đấy, chỉ 6,2 lít xăng thôi. Còn nếu như trong đô thị thì lên đến 7,6 lít. Nếu như chạy ở ngoài đô thị chỉ có 5,4 lít thôi quý bạn ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Cho nên là phần lớn những chiếc xe Mitsubishi Xpander bây giờ là được dân mình là hay mua về để chạy dịch vụ đấy ạ. Đấy, rất là nhiều quý bạn nhá, vì là nó tiết kiệm nhiên liệu lắm đấy ạ. Có 1.5 thôi và tiết kiệm nhiên liệu trung bình chỉ hơn 5 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp thì rất là hay đấy quý bạn nhá. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem đấy ạ. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên. Tabi đây thưa với quý vị và các bạn, nó rất là mới. Đấy. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Từ những cái phần trần này cho đến những cái phần nội thất đều rất là đẹp, rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy. Sàn này cũng còn đẹp cơ. Đấy, những cái sàn này cũng còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. 2018 tính ra là đã là 4 năm sử dụng rồi với hơn 6 vạn km, mỗi một năm chạy khoảng độ 1 vạn rưỡi quý vị và bạn nhé. Rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này. Cánh cửa phía trước bên phụ cũng là bấm tay để mở cửa quý vị bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này. Keo chỉ cánh cửa là còn nguyên này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé, nguyên zin. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, từ nhìn từ bên nội thất này rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Rất là mới cái nội thất màu kem này ấy, là nó rất là đẹp quý vị bạn nhé, và nó sáng xe. Đấy, nhìn nó sáng xe hẳn lên cái chiếc xe lên đấy ạ. Ốc bản lề đây quý bạn này còn nguyên ạ, còn rất đẹp. Từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất là đẹp đấy ạ. Đấy, cho đến những cái táp bi, táp lô. Đấy, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Từ ngoại thất cho đến nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ốc cabo này. Ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, ca chỉ cabo còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên bản luôn quý vị và bạn nhé. Ốc cabo nguyên bản này. Đấy, đến những cái ốc chân cabo còn nguyên bản hết ạ. Ốc tai
còn nguyên bản. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì quý vị bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, chắc quý vị và bạn cũng đã biết rồi, nếu như chạy ở đường Hà Nội gọi là va chạm nhẹ nhàng, xước sát thì không tránh khỏi được, chứ còn gọi là đâm đụng nặng thì là không có được quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết với những chiếc xe chúng tôi bán tại cửa hàng chúng tôi là không có bị đâm đụng hay là va chạm nặng, còn lại là gọi là va chạm nhẹ nhàng, xước sát thì không thể tránh khỏi được quý vị các bạn ạ. Đường Hà Nội đông đúc như này. Đấy. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2018 này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít quý bạn nhé. Đấy, và động cơ thì rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút rồi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đấy, nó còn rất là đẹp và còn nguyên bản quý bạn nhé. Đấy, từ những cái ốc mặt máy này cho đến những cái ốc chân máy này còn nguyên bản này các bạn này. Ốc chân máy này còn nguyên hết chấm sơn của nhà sản xuất đấy ạ. Đấy, keo này là keo máy zin đấy quý bạn nhé. Ốc mặt máy cũng còn nguyên hết này. Nguyên bản hết luôn quý bạn ạ, và rất là đẹp. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 6 vạn km thôi và mới sử dụng được 4 năm, cho nên là cái động cơ còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Nguyên zin và đẹp ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 540 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Vì vậy cho nên là quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi thôi. Thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản thôi ạ. Vì vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động 2018 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Easy.